Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm tan keo con chó, xử lý keo con chó khi bị khô. Chúng ta đều biết là keo con chó là cái loại keo cao cấp với độ nhớt và độ đàn hồi cao, đồng thời nó có khả năng chịu được sự co giãn tự nhiên và sự xê dịch của bề mặt vật liệu. Keo con chó thì dùng để dán gỗ, sắt, kính rất là tốt. Khi mà bàn ghế, giường, tủ hoặc là các đồ dùng trong gia đình bị bong tróc thì loại keo tốt nhất có thể khắc phục cái tình trạng này chính là keo con chó. Bởi ưu điểm là keo dính siêu chắc, nhanh khô và có độ bám bền bỉ theo thời gian. Chỉ với một lọ keo con chó nhỏ gọn thì các bạn có thể sửa chữa nhà cửa, đồ dùng gia đình và rất nhiều các cái vật dụng cá nhân. Chúng ta thường dùng keo con chó để lau sạch bề mặt cần dính, loại bỏ hết bụi bẩn. Pha loãng keo con chó bằng xăng hoặc là dung dịch chuyên dụng, phết một lớp keo mỏng lên bề mặt gỗ, sắt, kính và ép chặt hai mặt cần dính với nhau trong vòng 5 đến 10 phút. Khi không sử dụng nữa thì nếu như chúng ta gỡ ra để thay thế bằng các vật dụng khác thì bắt đầu xuất hiện các vết bẩn của keo làm cho chúng ta rất là khó chịu, bởi vì khả năng kết dính của loại keo này thì rất là ghê gớm. Vậy nên là hôm nay mình sẽ chia sẻ một số những cái cách tẩy keo con chó hiệu quả mà các bạn có thể áp dụng. Tuy nhiên, trước khi tiến hành tẩy keo thì chúng ta cần xem xét diện tích keo cần loại bỏ, mật độ keo có nhiều không để tiến hành đánh giá chuẩn bị đồ đạc, hóa chất cần thiết, tránh thừa, thiếu, mất thời gian, kèm theo lãng phí không cần thiết. Và chúng ta có thể tẩy keo con chó thủ công. Chúng ta sẽ tiến hành thu dọn tất cả các đồ đạc không liên quan hay là gọn gàng ra khỏi khu vực cần vệ sinh. Sau đó sử dụng chổi quét sạch các bụi bẩn trên bề mặt sàn để công việc tẩy keo dễ dàng hơn. Các bạn nên chọn vệ sinh từng vùng keo một thật sạch rồi chuyển sang khu khác, tránh cái việc làm chỗ này chưa xong để lại chuyển sang chỗ khác. Bước 1, chúng ta sẽ sử dụng dao sủi Cova sủi bỏ hết lớp keo trên bề mặt sàn và bỏ luôn keo vào bao tải, túi ni lông hoặc là xô mà chúng ta đã chuẩn bị từ trước. Sau đó sử dụng một cái khăn tẩm một chút xăng A95 hoặc là A92, sau đó thì lau lại bề mặt sàn, tránh lượng keo sót trong quá trình rẫy, đảm bảo là không còn keo ở trên bề mặt. Đó cách thứ nhất. Cách thứ hai, chúng ta có thể tẩy bằng xăng thơm. Thì có nhiều loại hóa chất để làm sạch keo con chó, nhưng phổ biến và dễ kiếm, chi phí thấp nhất đó là xăng thơm, một loại hóa chất gọi là vô cùng hữu hiệu đối với cái loại keo này. Các bạn có thể mua xăng thơm ở cửa hàng vật liệu xây dựng với giá khoảng 20 cho đến 35 nghìn đồng trên lít. Với hiệu quả tính trên mét vuông sàn sẽ là 1 lít trong 10 mét vuông là trung bình. Nếu như lượng keo quá nhiều thì sẽ thêm xăng, còn đâu ít thì 1 lít có thể làm sạch từ 15 đến 20 mét vuông. Và chúng ta lưu ý trong quá trình sử dụng xăng thơm thì nên tránh xa các cái vật dễ tạo lửa hoặc là có thể gây cháy. Các bạn có thể sử dụng thêm một loại hóa chất nữa có tên là 3M. Thì đây là một chất tẩy rửa chuyên dụng, chuyên tẩy tất cả các vết keo, dầu mỡ hay là dầu hắc trên tất cả các bề mặt như là sàn nhà, vải. Đặc biệt thì nó có hương thơm rất là dễ chịu và có thể tẩy các vết keo của keo xịt đa năng hiệu quả. Chuyên dùng để tẩy dầu mỡ trong máy thêu, máy may, khuôn đúc, khuôn máy ép đùn. Hiện nay thì loại hóa chất này có giá khá là cao trên thị trường khoảng 450.000 đồng. Và các cái tính năng cơ bản của hóa chất này đó là làm sạch dầu mỡ, hắc ý và bụi bẩn, không ăn mòn chất liệu tiếp xúc, màu thì trong suốt và dạng xịt. Khi sử dụng chúng ta chỉ cần lắc đều xịt lên bề mặt cần làm sạch, nó có mùi hương khá là dễ chịu. Nó sẽ có cái công dụng như là làm sạch bụi bẩn, dầu mỡ, dầu hắc ín, hầu hết các loại keo dính và các chất tương tự. Xà phòng dầu nhờn không chứa tinh dầu, có thể sử dụng làm sạch và tẩy các bộ phận kim loại, động cơ, dụng cụ, máy in, bê tông hoặc là hầu hết các bề mặt bẩn hoặc mỡ. Dùng làm vệ sinh, tẩy nhờn, chuẩn bị, tháo dỡ, hòa tan, làm mềm các chất kết dính, keo, băng keo. Hy vọng là những chia sẻ vừa rồi của mình sẽ giúp các bạn có thể thực hiện tẩy keo con chó bị khô hay là làm tan những cái vết keo con chó mà chúng ta không cần sử dụng nữa. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào các bạn.